Xin kính chào quý anh chị đã đến tham gia cái sự kiện thứ 25 của chuỗi Online Beam Event. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ được nghe diễn giả là anh Nguyễn Quốc Khanh. Anh sẽ trình bày về chủ đề là thiết kế tham số và Beam. Sau đây thì em xin mời anh chia sẻ màn hình và bắt đầu chương trình luôn ạ. Cảm ơn Đạt. Xin chào quý anh chị, tôi là Nguyễn Quốc Khanh. Là một BIM manager, tôi có kinh nghiệm tư vấn dự án về BIM từ lập kế hoạch đầu tư cho đến là quản lý thiết kế cũng như là quản lý đấu thầu, quản lý thi công và quản lý hoàn công. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với đến quý anh chị về cái chủ đề là thiết kế parametric và BIM. Thì nội dung hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là thứ nhất đó là xu hướng thiết kế parametric design là gì, thứ hai đó là các công trình trên thế giới với thiết kế parametric, thứ ba đó là những ưu điểm khi ứng dụng parametric design trong mô hình thông tin xây dựng, thứ tư đó là cái sự liên quan giữa parametric design và quy trình BIM, thứ năm đó là công cụ và phần mềm ứng dụng parametric design và một số phân tích mô phỏng trong quá trình thiết kế. Thì như các anh chị biết về mà thiết kế parametric design gọi là thiết kế tham số, thì các anh chị kiến trúc sư thì em nghĩ là cái người này nó không còn xa lạ đối với các anh chị nữa. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là cái sự liên quan giữa thiết kế tham số và cái mối liên hệ giữa BIM là như thế nào. Vì như các anh chị biết, quy trình BIM thì cái sự khởi tạo thông tin đầu tiên nó sẽ nằm ở bộ môn kiến trúc. Thì các anh chị cũng biết là ở bộ môn kiến trúc thì hiện tại bây giờ mình ở những cái dự án quốc tế hoặc là dự án trong nước bây giờ có xu hướng là mình sẽ thiết kế một số cái hình dáng nó khá phức tạp. Thì làm sao từ cái hình dáng phức tạp đó mà các anh chị có thể là quản lý nó để các anh chị phát triển về thiết kế và cũng như là kết hợp với là tất cả các cái đơn vị gia công mà người ta có thể là gia công và lắp dựng được những cái ý tưởng mà như các anh chị đã vẽ trên một cái công trình đó. Thì thiết kế tham số nó là làm rõ cái mối quan hệ giữa cái thiết kế với là cái thực hiện thiết kế. Thiết kế tham số nó là một cái mô hình mà trong đó cái mối quan hệ giữa các yếu tố sử dụng và các cái sự và các cái mà cung cấp thông tin cho thiết kế nó liên quan đến vấn đề là hình học và cấu trúc phức tạp. Thì định nghĩa của kiến trúc tham số nó là một cái dạng kiến trúc mà ở đó cái đối tượng thiết kế không phải đối tượng tình, nó là các cái mối quan hệ và cái đối tượng khá linh hoạt để được điều khiển bởi một cái tập hợp các yếu tố đầu vào hoặc các thông số. Thì như các anh chị biết là ứng dụng BIM trong cái quá trình mà lập dự án đầu tư đó là mình sẽ đi từ cái giai đoạn là thiết kế ý tưởng. Thì cái giai đoạn ý tưởng mình sử dụng cái mô hình thông tin đầu tiên, đó là cái mô hình mà mình quản lý hết được tất cả các cái thông số đầu tư cũng như là hình dáng của công trình và cái độ phức tạp về cái vấn đề là của công trình, ví dụ như là facade, hình dáng của công trình, facade của công trình và các cái loại của công trình mà mình muốn thiết kế. Thì như các anh chị có thể thấy ở đây là một cái ví dụ về cái thiết kế parametric design. Thì đây là một cái sân vận động Hải Châu ở Trung Quốc. Thì các anh chị có thể thấy sự phát triển nó từ một cái gọi là đường lai cơ bản, nó là một cái đường grid lai cơ bản, để nó phát triển thành một cái khối về độ phức tạp của một cái sân vận động. Thì ở đây, ở trong cái hình này thì các anh chị có thể thấy nó đi theo từng bước. Đó, thứ nhất đó là mình cùng thiết kế bằng một cái grid line như những cái gì mà kiến trúc mình có thể là khởi tạo ngay ban đầu trong một cái dự án bình thường. Từ đó mình sẽ là phát triển từ cái grid line đó lên những cái hình khối phức tạp. Nó cho phép mình phát triển bằng các cái thuật toán mà phần mềm công cụ nó hỗ trợ cho mình, thì các anh chị có thể biến đổi và biến hóa nó thành những cái hình tượng mà các anh chị mong muốn. Nếu như ở đây các anh chị nào là kiến trúc sư, các anh chị sử dụng Graph Software, sử dụng Rhino để thiết kế công trình và sử dụng Graph Software để biến đổi tất cả những cái hình học
mà theo cái thuật toán mình mong muốn thì các chị có thể hiểu, như ở quy trình này các chị có thể hiểu. Quan trọng ở một cái điều đó là cái sự khởi tạo đầu tiên, thông tin đầu tiên, nó giúp cho các anh chị quản lý được các cái parameter đầu tiên để các anh chị đưa vào cái thông tin đầu tiên cho một cái dự án. Từ đó ở cái dự án BIM thì các chị sẽ sử dụng cái parameter đầu tiên để các chị khai thác và phát triển nó trong suốt quá trình mình phát triển mô hình. Từ đó thì khi nó đã phát triển lên đầy đủ các cái thông số kỹ thuật cũng như là về chi tiết, thì từ các cái thông số đó các anh chị sẽ là sử dụng nó để mà gia công tài xưởng, hoặc là có những cái đơn vị gia công người ta sử dụng tất cả các parameter đó để người ta gia công tài xưởng hoặc là gia công tài chính ở công trình mà mình đang thực hiện. Thì ở trên thế giới hiện tại thì rất là nhiều các cái công trình mà thiết kế về parametric design, thì như các chị kiến trúc sư biết là ai thích những cái trường phái, những cái công trình mà có những cái đường cong, thì có thể là các chị thấy là ở kiến trúc sư Zaha Hadid, các chị thấy là nó nằm khắp thế giới, Trung Quốc rồi là Dubai, Abu Dhabi, rất là nhiều. Nhưng mà đơn kỳ nhất là tôi muốn giới thiệu cho đến các anh chị đó là những cái công trình mà nó sát gần với là Việt Nam mình, đó là những cái công trình ở Singapore. Thì đơn cử đây là một cái ví dụ về là cái công trình Jewel ở cái sân bay Changi của Singapore. Thì các anh chị thấy từ một cái adaptive đầu tiên, nó là một cái beam kết nối ở những cái khung, từ đó nó sẽ phát triển thành một cái khối hình học. Và mình sử dụng các cái adaptive đầu tiên và các cái parameter đó, và mình set một hệ thống các parameter và mình chạy theo một cái hình khối, thì để có thể nó sẽ giúp cho mình tạo ra được một cái hình khối kiến trúc mà mình mong muốn. Quan trọng ở đây một cái điều là từ cái hình khối này mình làm căn cứ để mà mình phát triển thiết kế về sau, và mình nâng cao chi tiết để mình gia công. Thì cái điển hình của những cái công trình parametric design thì nó khá phức tạp, nhưng mà nó khởi nguồn bằng những cái adaptive cực kỳ đơn giản. Quá trình phát triển của mình sẽ phát triển bằng những cái thuật toán trong những cái công cụ hỗ trợ. Công trình thứ hai đó là cái công trình về là Bay From Babylon ở Singapore. Thì nếu như các anh chị nào đi qua Singapore ở Marina Bay thì các anh chị có thể thấy cái công trình này. Hiện tại bây giờ cái công trình này nó có một cái điều mà khá thực tế, đó là đơn vị gia công cho cái công trình Bay From Babylon này nó là một cái đơn vị tại Việt Nam. Thì từ hồ sơ thiết kế cho đến khi mà phát triển và gia công lắp đặt, thì như các anh chị có thể ở trên màn hình này, nó sẽ đi từ những cái khối cực kỳ đơn giản, từ đó nó sử dụng các adaptive, nó chạy theo một cái thuật toán mà mình, có nghĩa là thuật toán ở đây là mình tư duy để mình phát triển nó như theo cái ý đồ của mình. Tuy nhiên không phải là mình sẽ là vẽ trong cái sự hình dung, mà nó có sự hỗ trợ từ các cái công cụ. Thì trong hình này các anh chị có thể thấy hiện tại tất cả những cái khối nó phát triển từ những cái adaptive đơn giản cho đến đi theo một cái hình khối phức tạp. Mình sử dụng các cái thuật toán để mình làm ra các hình khối này, rồi mình sử dụng các mình quản lý tất cả các parameter để mình phát triển về cái thiết kế chi tiết. Từ đó mình sẽ sử dụng các parameter này mình gia công. Thì ở cái công trình này là mình có một cái đơn vị ở Việt Nam là người gia công và sản xuất tất cả các cái cấu kiện để lắp ráp tại công trình công ty Đại Dũng. Thì đây là một cái công trình thực tế mà mình có thể hình dung được là mình thực hiện cái parametric design và mình lắp đặt, mình gia công và lắp dựng nó như thế nào. Thì ưu điểm mà khi mình thiết kế parametric design là gì? Thứ nhất đó là mình kiểm soát được thiết kế nhiều hơn và khả năng đạt được tính toán toàn diện từ thiết kế về các mặt dựng công trình. Ở đây các anh chị có thể thấy mình kiểm soát được cái hệ thống về cấu kiện cả lõi và cả facade, nếu như mà mình đã đặt ra những cái thuật toán để mình quản lý tất cả các parameter của mình, thì các anh chị có thể thấy là mình có thể là kiểm soát hết được tất cả các cái cấu kiện trong mặt dựng cũng như là các cái cấu kiện trong công trình mình, từ cái giai đoạn khởi phát ý tưởng cho đến cái giai đoạn phát triển ý tưởng của mình, rồi từ sau đó mình sẽ phát triển về chi tiết và thi công thực tế.
Thì trong các quá trình sử dụng parametric design và các parameter khởi tạo đầu tiên thì nó giúp cho mình có những cái kết quả rất là chính xác với các cái thông số, với các cái thông số thiết kế và những cái thông số, như là những cái thông số đầu tư của dự án. Thì các anh chị có thể thấy mình dễ dàng điều chỉnh thiết kế khi có những cái yêu cầu thay đổi. Ở đây các anh chị kiến sư, khi thiết kế một cái công trình thì mình có rất là nhiều phương án. Nhưng khi các anh chị sử dụng các cái tham số trong thiết kế thì cái sự chuyển đổi và những cái option của anh chị khi anh chị điều chỉnh tham số nó cực kỳ nhanh. Có nghĩa là khi anh chị đã lên được một cái mô hình rồi, các anh chị muốn thay đổi ý tưởng thì các anh chị chỉ sử dụng các tham, thay đổi các tham số để mà thay đổi được cái hình khối của mình. Nó không giống như là những cái công việc truyền thống ngày xưa của kiến trúc sư là không ý tưởng này thì mình bắt buộc mình phải vẽ cái ý tưởng khác, nhưng mà bắt buộc mình không có sử dụng những cái ý tưởng ban đầu để mình làm cơ sở mà mình phải vẽ mới. Thì khi sử dụng parametric thì các anh chị đã sử dụng những cái tham số, đối với những cái tham số thì nó có cái tính là linh hoạt, thì các anh chị có thể là biến đổi nó để mà sử dụng để có những cái thiết kế, những cái option khác nhau mà không cần phải là mất quá thời gian để làm lại. Các cái tham số này nó sẽ được khai thác cho các cái công việc phát triển thiết kế sau này cũng như là gia công nó một cách chính xác, và nó số hóa được khi mà các anh chị sử dụng trong cái quy trình BIM. Khi các anh chị sử dụng cái parametric design và các cái công cụ hỗ trợ thì ngoài những cái thiết kế về các cái tham số, về những cái hình học phức tạp, quản lý tất cả các tham số trong hình học phức tạp đó để phát triển về vấn đề thiết kế, thì trong các cái công cụ nó sẽ giúp các anh chị làm phát triển về cái vấn đề quản lý cấu kiện cho quy hoạch, quản lý cấu kiện cho hình khối, rồi nó sẽ giúp các anh chị là mô phỏng về vấn đề là bóng đồ, nó mô phỏng về vấn đề là năng lượng, nó mô phỏng về vấn đề là năng lượng ở trong và ở ngoài của tòa nhà. Thì đó là cái sự hỗ trợ của các cái công cụ mà theo quy trình BIM mình có thể sử dụng. Thì cái sự liên quan giữa parametric modeling và BIM và quy trình BIM thì các anh chị có thể thấy đó là khi mình khởi tạo thiết kế ý tưởng, đó là nó sẽ cùng bắt đầu từ những cái ý tưởng của kiến trúc sư. Nó sẽ được kiến trúc sư sử dụng những ý tưởng đó bằng những cái thuật toán trong những cái công cụ hỗ trợ để thiết kế thành một cái hình khối mà như kiến trúc sư mong muốn. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là tại vì sao gọi là parametric design và BIM. Tại vì khi các anh chị khởi tạo các cái hình dáng thiết kế đầu tiên, bình thường ngày xưa thì các anh chị khởi tạo nó là về hình dáng, nhưng mà trong đó nó không có thông tin, trong đó nó không có bất kỳ một cái tham số nào để cho các anh chị quản lý cái cấu kiện ban đầu. Thì hiện tại bây giờ các anh chị sử dụng parametric design, có nghĩa là các anh chị sử dụng tham số để thiết kế, thì tham số đó là những cái thông tin đầu tiên của cái dự án. Thì từ những cái mà thông tin và các cái parameter đó, nó giúp các anh chị là quản lý hết tất cả các thông tin khởi đầu của một dự án, để từ đó các anh chị sẽ sau này khi một cái phương án được phê duyệt, được đồng ý, thì các anh chị sẽ sử dụng cái mô hình đó, các cái tham số đó, các anh chị phát triển nó lên thành hồ sơ thiết kế cơ sở, phát triển nó lên thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, rồi là làm việc với tất cả các đơn vị gia công để mà sản xuất đúng theo những cái hình khối và những cái có quyền mà mình mong muốn, để từ đó mình lắp đặt tại cái công trình thực tế, như là cái mà công trình Babylon của Singapore. Thì ở đây các anh chị có thể thấy đó là cái sự phối hợp giữa các cái phần mềm mà khi các anh chị thiết kế từ parametric design cho đến khi các anh chị thực hiện công việc triển khai cái hồ sơ bản vẽ trong cái công trình đó và kiểm tra tất cả những cái class về lỗi của cấu kiện, hoặc là các anh chị sẽ kiểm tra về cái mức độ chi tiết của cấu kiện. Ở đây thì anh chị nào sử dụng BIM thì các anh chị có thể thấy được là ở tất cả các cái phần mềm hiện tại nó không khác gì những cái phần mềm mà các anh chị đang sử dụng về khi mà các anh chị dùng cái quy trình BIM hoặc là quản lý thiết kế tích hợp cũng như là quản lý về vấn đề là hồ sơ bản vẽ. Thì quan trọng ở đây một điều là các anh chị sẽ phải làm việc và tìm hiểu với một cái công cụ
Em nghĩ là về vấn đề thiết kế thì cái công cụ phần mềm Rhino này thì nó không có gì mới. Nhưng mà để khởi nguồn cho các cái công cụ phát triển cái parameter design ngay từ ban đầu thì là tôi muốn giới thiệu các anh chị đó là một số cái công cụ để mình thực hiện các công việc này. Đó là thứ nhất, các anh chị có thể sử dụng Revit kết hợp với Dynamo để các anh chị thiết kế được những cái hình khối và thẳng parameter đầu tiên để các anh chị quản lý. Rồi từ đó các anh chị có thể là sử dụng, khi đã có những cái hình khối, các anh chị có thể là sử dụng các phần mềm hỗ trợ của để mà đưa thành một cái ý tưởng, về có nghĩa là mình sẽ là hoàn thiện cái ý tưởng đó bằng những cái phần mềm hỗ trợ, ví dụ như là Photoshop hay là InDesign. Thì cái bộ công cụ đầu tiên để mà thể hiện cho một cái ý tưởng đó là Revit cộng với Dynamo và cộng những cái công cụ hỗ trợ của Adobe. Cái bộ công cụ thứ hai đó là Revit và Hummingbird cộng với là GraphSolver. Thì khi các anh chị sử dụng GraphSolver thì các anh chị phải cài Rhino vào. Thì đây là một cái bộ công cụ hỗ trợ, đó là thứ nhất, các anh chị build mô hình về ý tưởng thì ở trong Revit, nhưng mà để chuyển qua GraphSolver để cho các anh chị đưa ra những cái thuật toán và mình biến đổi những cái hình khối như mình mong muốn, thì các anh chị sẽ có một cái công cụ chuyển đổi, đó là Hummingbird. Từ cái công chuyển đổi này thì các anh chị sẽ biến đổi cái hình khối và các anh chị thiết kế hình khối trong những trong cái thằng GraphSolver. Bộ công cụ thứ ba đó là bộ công cụ về Rhino, GraphSolver và Hornby. Thì có nghĩa là khi nào các anh chị sử dụng Rhino thì các anh chị có thể sử dụng GraphSolver, tại vì nó được tích hợp vào trong phần mềm Rhino. Và từ đó các anh chị có thể sử dụng Hornby. Nó là một cái, nó giống như là một cái add-in của thằng GraphSolver để nó sử dụng cho các cái phân tích về cái công trình, ví dụ như là phân tích về năng lượng, phân tích về bóng đồ, phân tích về gió, phân tích về các cái sinh khí hậu xung quanh. Thì các anh chị có thể sử dụng cái bộ công cụ này để mà mình phân tích, mình mô phỏng để tối ưu hóa được cái phương án thiết kế của mình cho cái công trình. Thì hôm nay thì là tôi chia sẻ đến các anh chị nó là những cái cơ bản đầu tiên về các cái thiết kế về parametric design cũng như là cái bộ công cụ của để các anh chị sử dụng, để các anh chị có thể là thiết kế được những cái công trình mà có các cấu kiện phức tạp, và các anh chị có thể là quản lý được cái thông số của cấu kiện để mình quản lý và mình phát triển nó từ giai đoạn là thiết kế ý tưởng cho đến khi mình phát triển thiết kế cơ sở cũng như thiết kế kỹ thuật và ra hồ sơ bằng về cộng làm việc với là các đơn vị gia công để mà mình ra được một cái chi tiết để lắp dần mà mình kiểm soát ngay từ cái ý tưởng ban đầu. Thì bài chia sẻ của tôi hôm nay đến đây thì các anh chị nếu có câu hỏi thì có thể là câu hỏi tôi có thể là giúp các anh chị trả lời về những cái mà thắc mắc của các anh chị. Vâng, thì cảm ơn anh Khanh. Thì có anh chị nào có câu hỏi này gì thì có thể là bật mic là trao đổi trực tiếp với anh Khanh ạ. Ok đấy. Trong thời gian chờ đợi mọi người có câu hỏi thì em thấy trên Slido đang có hai câu hỏi ạ. Anh Khanh thấy màn hình chưa ạ? Anh thấy rồi đặt đây. Vâng. Ở đây có hai câu hỏi của anh Nguyễn Quốc Vũ. Thì câu đầu tiên là tư duy lập trình ảnh hưởng thế nào đến BIM? Học Grasshopper bắt đầu học ngôn ngữ lập trình gì trước ạ? Tôi xin trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Quốc Phụ, đó là về tư duy lập trình. Thực sự thì hiện tại về thiết kế ý tưởng của các anh chị kiến trúc sư, nó là về ý tưởng thiết kế, chứ nó không, ở đây nó không phải là tư duy lập trình. Có nghĩa là hiện tại mình đã có những cái công cụ sẵn có, nó giúp cho mình
phát triển các cái thuật toán để mình thiết kế được một cái hình khối phức tạp, và mình đặt các, mình khởi tạo các parameter để mình quản lý các cái parameter đó, để mình quản lý cái sự biến đổi của cái thiết kế từ của mình. Thì nó không phải là một vấn đề là về lập trình, nó không phải là một cái add-in, hoặc là nó không phải là một cái mà anh chị có thể là edit cái API. Thì ở đây các anh chị đang sử dụng về một nền, các nền tảng công cụ nó sẵn có để mình phát triển về cái ý tưởng thiết kế của mình, và phát triển và mình quản lý được tất cả các cái tham số ban đầu. Thì ở câu hỏi này thì các anh chị có thể biết là mình không cần phải là có tư duy lập trình nào cả, mình chỉ sử dụng những cái công cụ hiện có, ví dụ như là Revit cộng Dynamo, hoặc là mình sử dụng Rhino cộng GraphSolver để mình phát triển. Thì các anh chị có thể lựa chọn, anh chị nào có thể sử dụng, có kỹ năng sử dụng Revit với Dynamo tốt thì các anh chị có thể sử dụng cái bộ công cụ này, hoặc các anh chị nào có thể sử dụng Rhino với GraphSolver tốt thì các anh chị có thể sử dụng cái bộ công cụ này. Tất cả những cái bộ công cụ này nó đều là khởi tạo tất cả các parameter đầu tiên. Và như các anh chị biết là hiện tại mình đang có những cái open beam, có nghĩa là các anh chị có thể là sử dụng được các cái thông tin mô hình của phần mềm này qua một phần mềm khác, bằng cách các anh chị là trao đổi thông tin nó bằng những cái dữ liệu trao đổi. Ví dụ như là các anh chị có thể chuyển qua một cái ngôn ngữ ABC để các anh chị đưa vào phần mềm khác, các anh chị phát triển về thiết kế. Câu thứ hai đó là thực sự nếu như mà các anh chị có hướng muốn là phát triển về tất cả những cái add-in hoặc là những cái bộ công cụ mới dựa trên nền tảng của các platform, ví dụ như là của Autodesk hay là của AutoCAD hay là của OnPlan hay là của Bentley, thì tất cả những platform này nó đều luôn mở nguồn API, nó cho phép các anh chị phát triển và kết nối với những cái phần mềm khác. Thì là các anh chị có thể là học những cái ngôn ngữ về lập trình để các anh chị sửa đổi và điều chỉnh nó để có những cái bộ công cụ mới để mà giúp mình phát triển tốt hơn. Để áp dụng GraphSolver nói chung, thì về GraphSolver thì các anh chị nói, cái sự khởi tạo đầu tiên nó là cái bộ công cụ các giúp các anh chị khởi tạo, và các anh chị khởi tạo cái thông số đầu tiên. Thì các anh chị phải hiểu một điều là khi mình khởi tạo các parameter đầu tiên thì đó chính là cái thông tin BIM đầu tiên để mình quản lý. Thì nếu như các anh chị ở đây, các anh chị nào làm phần mềm Revit thì các anh chị có thể biết đó là đầu tiên là mình sẽ thiết kế về ý tưởng, rồi mình sẽ từ ý tưởng mà được phê duyệt mình sẽ triển khai thành hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, rồi ra hồ sơ bản vẽ, quản lý các tất cả các cái khối lượng trong cái mô hình đó. Rồi trong quá trình thi công thì các anh chị có thể là sử dụng mô hình đó để làm coordinate tại công trường, rồi là update cập nhật các cái thay đổi ở công trường để thành một cái mô hình hoàn công. Thì như vậy các anh chị có thể thấy đó là mình quản lý các cái thông tin đầu tiên để mình phát triển đến cái mô hình hoàn công cuối cùng. BIM thì nó không phải là một cái ngành riêng. Thực sự các anh chị hiểu về BIM, BIM chẳng qua nó chỉ là một cái quy trình, nó hỗ trợ cho các anh chị quản lý tốt hơn, nâng cao cái độ chính xác hơn, và nó giúp các anh chị làm việc trong một cái quy trình khép kín, cho nên nó không phải là một cái ngành BIM. Tôi xin trả lời cái câu hỏi của bạn Anonymous là đó là giữa Dynamo và GraphSolver dùng để thiết kế parametric nó giống khác nhau như thế nào. Thực sự thì giữa hai bộ công cụ này thì nó không có khác nhau ở cái điểm nào về các cái quản lý về các cái thông số đầu tiên và khởi tạo các cái parameter đầu tiên. Nhưng mà giữa Revit với Dynamo thì là nó chuyên về vấn đề là quản lý nhiều hơn. Còn cái bộ công cụ Rhino và cộng GraphSolver thì là Rhino và GraphSolver nó mạnh hơn ở một cái điểm, đó là ở thằng GraphSolver nó có những cái add-in ngoài, nó giúp cho các anh chị là thiết kế được cái
tham số, những cái hình giá phức tạp của công trình, thì nó giúp các anh chị là phân tích, ví dụ như phân tích về hướng nắng, phân tích về hướng gió, phân tích về sinh khí hậu xung quanh của công trường. Thì cái bộ phần mềm mà Rhino với GraphSphere nó sẽ mạnh hơn là thằng Revit và Dynamo. Revit và Dynamo các anh chị có thể cũng là phân tích nó được, nhưng mà các anh chị sẽ sử dụng các phần mềm hỗ trợ từ Autodesk khác, ví dụ như là Eco, là sử dụng cái tất cả các cái phân tích mà Autodesk nó cho. Thì giữa hai cái bộ phần mềm này thì riêng cá nhân tôi thì tôi vẫn là đánh giá cao và cũng là đang sử dụng là Rhino và GraphSphere nhiều hơn là Revit và Dynamo. Dynamo tôi cũng sử dụng, nhưng mà tôi sử dụng cho quản lý trong các cái thông tin trong cái mô hình Revit mà thôi, cho tôi không có sử dụng Dynamo để mà thiết kế ý tưởng và khởi tạo các parameter ban đầu. Tại vì cái bài này thì cái thời lượng có hạn, có nghĩa là hôm nay tôi chỉ là đưa cho các bạn về cái thông tin ban đầu, đó là cái sự liên quan giữa thiết kế parametric design và cái BIM nó như thế nào. Còn về những cái chủ đề mà chuyên sâu thì có thể là tôi sẽ trao đổi với là bên viện kinh tế để sẽ đưa những cái chuyên sâu cho những cái chủ đề khác nhau, cùng là trong cái vấn đề là phát triển một, có nghĩa là nếu như vậy là sẽ có những chủ đề ví dụ như là khởi tạo và phát triển một cái hình khối kiến trúc ban đầu nó như thế nào, các phương thức để mình khởi tạo được cái hình dáng kiến trúc sử dụng từ cái ý tưởng và các parameter để mà thực hiện hóa cái ý tưởng đó, thì ví dụ đó là một cái chủ đề. Chủ đề thứ hai đó là mình sẽ phát triển cái hình khối phức tạp đó và parameter tất cả các cái tham số đó trong cái hồ sơ thiết trong cái giai đoạn thiết kế, về hồ sơ thiết kế cơ sở cũng như thiết kế kỹ thuật nó như thế nào, để mình ra được một cái detail mà có thể các cái đơn vị gia công người ta có thể là gia công được theo những cái thiết kế của mình. Rồi thứ ba có thể là mình sẽ là có một cái chủ đề đó là khi gia công thì các cái quy trình cũng như là các cái công nghệ mà lắp dựng cho nó đúng với các cái ý tưởng thiết kế của cái hình khối của mình, từng module nó như thế nào, từng cái cấu kiện nó như thế nào và lắp ráp nó như thế nào, thì có một số cái công trình thực tế mình có thể là tham khảo từ khi nó thiết kế cho đến khi mà nó đưa ra một cái chi tiết gia công rồi lắp dần, thì có thể là mình sẽ có ba chủ đề chuyên sâu như vậy. Về các dự án mà tôi đã từng làm thì hiện tại tôi đang có 3 dự án làm về parametric design. Nhưng mà xin lỗi các anh chị là hiện tại tại vì đang thiết kế trong cái giai đoạn là ý tưởng và triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, thì đây là những cái dự án khá lớn và nó có tính bảo mật, thì khi nào công trình nó được hoàn thành, nó đã đi vào trong giai đoạn thi công, thì tôi có thể là chia sẻ với các anh chị về mô hình trong Rhino cũng như là triển khai một cái bộ hồ sơ từ mô hình Rhino chuyển qua Revit nó như thế nào, rồi ra bộ hồ sơ nhà, thì tôi có thể là chia sẻ các anh chị trong thời gian mà khi các công trình này nó bắt đầu tiến hành thi công. Dạ vâng, cảm ơn anh Khang ạ. Thì không biết anh chị nào có câu hỏi thì có thể bật mic lên và trao đổi trực tiếp với anh Khang ạ. Hoặc không thì anh chị cũng có thể vào cái link Slido em gửi trong phần chat đấy ạ. Slido.com và nhập mã là LR25 để có thể thêm các câu hỏi cho anh Khang ạ. Đây em vừa thấy một câu hỏi mới là bên anh Khanh thiết kế parametric ở giai đoạn thiết kế cơ sở thôi hay là triển khai shop cho thi công luôn ạ? Thì là
Khi mà ở cái giai đoạn thiết kế mà parametric design, đó là ở trong cái giai đoạn thiết kế ý tưởng, thì ở trong cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn mà tôi thiết kế những cái hình khối để đưa ra được một cái hình dáng về kiến trúc cũng như là một cái ý tưởng đầu tiên cho một cái công trình. Thì nếu chủ đầu tư phê duyệt cái phương án đó thì từ cái phương án đó tôi sẽ sử dụng Revit và để phát triển tất cả những cái hồ sơ về thiết kế cơ sở rồi là thiết kế kỹ thuật để mà bàn giao hồ sơ đến cho đơn vị thi công. Thì trong cái đơn vị thi công ở với những cái tham số đầu tiên, những cái tham số trong cái mô hình của Revit, thì đơn vị gia công người ta có thể là sử dụng các cái tham số đó để cho người ta là ra một cái kế hoạch thi công về các cái mô đun để người ta lắp dần. Thì có một số cái đơn vị hiện tại người ta cũng đang sử dụng những cái Rhino cộng với là một số cái công cụ để mà người ta sử dụng cái mô hình mà chi tiết của tôi thiết kế để mà người ta là sẽ đưa ra cái bản vẽ shop, hoặc là người ta sẽ đưa vào cái xưởng gia công, người ta gia công tất cả các mô đun đó để người ta lắp dần. Thì trong tương lai tôi sẽ chia sẻ các anh chị về các công trình thực tế mà trong quá trình người ta gia công nó như thế nào, người ta sử dụng các cái parametric của tôi thiết kế trong các cái mô hình và phát triển mô hình để gia công, thì sẽ chia sẻ các anh chị trong tương lai khi mà công trình nó đã hoàn thành. Về cái Một câu hỏi nữa của anh. về GraphSurfer vào Tesla, thì nếu như các anh chị nào sử dụng Tesla để thiết kế về steel thì là các anh chị sử dụng GraphSurfer nó rất là tốt để các anh chị giải quyết những case study về vấn đề là connection hoặc là về rebar. Thì trên thực tế thì tôi sẽ sử dụng cái GraphSurfer cho Tesla khá nhiều vào những cái vấn đề là công trình thép và cũng như là về rebar, giải quyết các cái vấn đề là rebar của trong mô hình Tesla. Thì nếu như có cơ hội thì tôi sẽ sau cho các anh chị về các cái công trình thực tế đó và các cái cách mà đã xử lý những cái case study đó, case study nó như thế nào. Thì sau trong tương lai thì tôi sẽ tạo một cái kênh YouTube để mà chia sẻ những cái clip mà tôi lưu lại trong khi mà giải quyết những case study đó. Vậy nếu không còn câu hỏi nào nữa thì có lẽ là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi Vâng, ạ. Xin cảm ơn anh Khanh về những cái nội dung anh đã chia sẻ trong cái buổi hôm nay. Cảm ơn sự tham gia của quý anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong các sự kiện sắp tới ạ.